Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là Linh mục Trần Xuân Tâm. Hơn 20 năm trước, Ngài đã viết một cái nghiên cứu về cái cách thức mà người Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo thế nào, phải không ạ? Rất may mắn là hôm nay trong buổi hội nghị về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022, Ngài có viếng thăm và sẽ là ở trên một trong cái panel của cái cuộc hội nghị hôm nay. Thưa cha, cha là những người nghiên cứu về cái đề tài mà chúng tôi vừa đề cập đến. 20 năm qua cha thấy có cái gì thay đổi không cha? Thế thì lập trường căn bản của nhân dân cộng sản đối với các tôn giáo, nhất là tôn giáo, không thay đổi đâu, căn bản thay đổi đâu. Có thể thay đổi chiến thuật một có một chỗ nào đó ở tìm một cái vùng qua vùng địa phương, nhưng lập trường thì không thay đổi đâu. Và thưa cha, bên công giáo chúng ta thì có nhiều lý do có lẽ là không có bị thiệt hại nặng nề như cái nào khác nữa. Về thiên chúa giáo thì là tin lành, Tây Nguyên là tin lành Đông Môn, vì họ nhỏ hơn, họ có cái cách hoạt động khác hơn, chúng ta thì có con số hơn tới cả hàng triệu đó nhé. Nhưng mà thưa cha, cái thiệt hại của người thiên chúa giáo nhất là tin lành Đông Môn, theo cha chúng ta phải làm gì có thể tiếp tay rồi cái tôn giáo của họ? Đương nhiên thứ nhất là các lãnh đạo của giáo hội cần phải lên tiếng trong những trường hợp đáng áp, đòi hỏi nhân lực phải bạch hóa, và đương nhiên có những cách đó là làm trong phạm vi mà tổ chức cầu nguyện hoặc là giáo dục cho giáo dân. Thật ra thì một bộ phận lãnh đạo giáo hội là nên giáo dục lương tâm cho người giáo dân, thì nó sẽ dẫn thân trực tiếp giúp bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do tôn giáo, không phải của riêng của giáo hội, không mà của cả anh chị em khác. Đó là cái lãnh vực gọi như là nhân quyền nói rộng hơn cả Việt Nam. Nhưng mà thưa cha, chúng con đến đây dự đại hội tự do tôn giáo này là muốn tạo một sự liên kết với những tổ chức quốc tế bảo vệ người tôn giáo nói riêng và bảo mọi tôn giáo nói chung. Thì thưa cha, những cái việc làm như thế này theo cha nó có lợi ích cho việc bảo vệ tự do tôn giáo Việt Nam hay không? Chắc chắn kẻ phạm tội ác che giấu cái đương nhiên thì càng nhiều người biết, nhất là thể hiện việc nhất là Việt Nam trong hiện tại đang làm ăn kinh tế về những quốc gia Âu Mỹ, cộng với là một điều kiện đó là về nhân quyền, phải bảo đảm nhân quyền, rồi về thông tin, tự do thông tin thì nhiều mà cả ở trong nước không lên, ở ngoài nước không lên thì làm sao mà trong nước điều kiện khó khăn như thế. Thế nên chắc chắn cái gì cả cũng làm là tốt, và đó không những chuyện nước chơi chuyện đồ cộng sản nó phải có e ngại nó, mà nhất là những nàng như trong nước họ việc có các bao bây giờ hải ngoại á quan tâm theo dõi ủng hộ á, không những là cầu nguyện ấy ủng hộ các cảm còn thực sự công khai lên chuyện biết đến được họ nói thấy cho họ thì hoàn toàn là tốt và cần thiết. Vừa rồi chúng con đến tham dự một buổi hội luận của cơ quan ủy ban tự do tôn giáo quốc tế trực thuộc bộ văn phòng quốc hội Hoa Kỳ. Trong đó thưa cha, họ có một cái DVD, họ giữ gìn tất cả những vi phạm về tự do tôn giáo mà Việt Nam là một trong những cái nước phải nói là có thể nói là top 10 có 5% trong tổng số những cái vi phạm về tự do tôn giáo với một cái số dân 100 triệu, khoảng 100 triệu thì rất là nhỏ so với dân số cả thế giới, thì 5% là một cái vi phạm nó rất là đáng kể. Như vậy cái tinh thần tự do tôn giáo Việt Nam có lẽ theo những cái dự kiến họ không thật được cho đến bây giờ mà hình như là không có một cái sự tiến triển nào cả. Đã có một suy nghĩ như vậy không? Tôi phải cảm ơn các hiểu đồng ý. Như tôi đã nói đó, nhất là những vùng sâu vùng xa, nhà nước vẫn giữ nguyên cái chính sách hạn chế tối đa. Con rất đối với người giáo hội công giáo thì nó cơ cấu lớn và thì nó quốc tế thì nhà nước được các điều kiện một cách khác. Nhưng mục như tôi đã nói là muốn còn không thay đổi đâu.
cũng muốn làm chủ quản lý tôn giáo. Họ rất là ngay hôm nay họ rất là sợ sợ các lãnh tụ tôn giáo lên tiếng lên chính quyền thức tỉnh lương tâm của người dân. Là khi người dân mà ý thức về Phật giáo của mình thì một kiểu độc tài toàn trị làm sao mà được. Nên ra cái việc của họ lúc đó họ đang áp phải tăng lên một phần tùy theo có nhiều lý do, nhưng một phần tùy theo thì sự kháng từ sự đến chính Phật giáo tôn giáo. À, thưa cha, khoan con trước khi con có một câu hỏi cho cha. Con là Liêm. Vụ cha Trần Ngọc Thanh bị sát hại, nhưng mà cha theo cha thì cha có thể cho biết cái nhận định riêng của cha không? Tôi chỉ biết qua màn thôi, nhưng mà tôi vẫn theo như tôi nghe không trên màn còn nói chuyện cặp cha khác á. Thì chắc chắn là vì cái dấu thân của các thanh trong vấn đề giúp cho người dân tộc á, đã là những cái chính quyền địa phương đó là rất là thích mà chúng đòi hỏi những cái quyền lợi cho người ta mà ngoài cục cán đảng ấy, thứ hai mình có thể rằng là rõ ràng có cái gì đó nó mơ ám nhà nước đã không còn rồi thẳng trong một cái điều tra lấp liếm cho chim su luôn. Về cái bên giáo quyền công tôm thì có lên tiếng, nhưng tôi nghĩ có thể làm mạnh hơn cơ, chứ không thể mà để bỏ cuộc như vậy. Đây là một cái việc nữa. Vậy con xin cảm ơn cha. Cảm ơn cha đã nhận lời đến dự cái buổi tự do tôn giáo của chúng con ở đây. Xin cảm ơn cha rất nhiều. Con hy vọng còn gặp được cha nữa.